Em mới vô BBC tiếng Việt đam trả bọn nó mà bọn nó đông quá thì em vô ổ đương nhiên nó phải đông rồi. Chị Hằng kêu không nên mắc lỗi nhà nước, theo em là không đúng, vì nhân dân có quyền giám sát như ở nước ngoài, ai không làm được thì dân sẽ ý kiến để ông ta từ chức người khác phải làm, kệ mẹ nước ngoài mẹ ơi. Còn đối với tao á, trong giai đoạn này á, thì cùng nhau đoàn kết mà chống dịch, dịch xong hết rồi mày muốn bắt làm sao đó bắt. Cái thằng quần mày gây, mày cái mày mưu đồ của mày là gây mày rối loạn cho đất nước Việt Nam, diệt vong thôi chứ có gì đâu mày đặt cao cả đẹp đẽ, đúng không? Mình chỉ trả lời bạn thôi, nước ngoài cái quần, nước nào thì cũng có luật pháp của nước đó, đúng không? Nước nào cũng có quyền tự chủ tự do của nước đó, và nó có quyền ban hành luật pháp dựa trên văn hóa lịch sử của nó. Ok, nên mình trả lời mấy thằng phản động vậy đó đó. Dù nước ngoài cái quần mẹ nước ngoài mà ở luôn đi, tối ngày ở nước ngoài không mà chỏ mỏ gì Việt Nam chi vậy mày, rảnh quá à, để cho Việt Nam nó chống dịch nha. Em vẫn là con rồng cháu tiên, phải góp ý cho thành phố sớm vượt qua dịch để về với đồng bào cho đỡ cực. Tao không cần mày góp ý, tao chỉ cần mày góp tiền thôi, có tiền thì nói chuyện, không tiền thì biếm. Đối với mấy anh phản động là no money thì no talking, tao không cần mấy anh phản động góp ý, tao chỉ cần mấy anh phản động góp tiền trước cái đã. Đó, có tiền xong nghe góp ý sao, không có tiền biếm. Con rồng cháu tiên, không ai có cái tên như mày nha mày, đúng luôn. Con rồng cháu tiên không ai tên là Jason Nguyễn nha. Ai không có tiền là bị khinh hả Duy? Thì ra ngoài đời hỏi sao tôi biết được trời, thế gian rộng lớn thằng Duy Nguyễn đã là gì, đúng không? Cứ ra ngoài đời hỏi, cứ ra ngoài đời mà chơi, rồi đi một vòng mình rút lại kinh nghiệm và kiến thức cho mình. Như vậy mà kêu Việt Nam có dân chủ nhân quyền, góp ý một chút rồi bị chụp mũ phản động rồi bỏ tù, thì mày góp ý đi, đúng không? Mày cứ góp ý á, thì có chơi thì có chịu thôi, khóc lóc cái con mẹ gì. Thằng phản động Jason Nguyễn không có tiền biến mày, tóm lại vậy á, phản động không có tiền cút. Anh Lai nói vậy nhiều người hải ngoại yêu nước sẽ rất phật ý, vì họ không hiểu anh nói họ là mỹ mọi. Nói chung là tao là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao, là một mình Duy nghe. Ai phật ý thì phật ý, ai vừa lòng thì vừa lòng, anh không có trách nhiệm phải làm cho tất cả mọi người hài lòng. Ok, anh sống cho mình, anh sống cho gia đình, cho sự nghiệp của anh sống cho đất nước, con người Việt Nam, anh sống cho lãnh thổ Việt Nam thân yêu. Anh không cần nhìn sắc mặt nào nói chuyện hết trơn hết trọi hết đó. Sống ở trên gầm trời Việt Nam này có đạo người và có đạo lý, có đạo lý nó còn có thêm luật pháp nữa nha. Nên thằng phản động Jason Nguyễn, mày bớt dạy khôn thiên hạ đi, trong khi mày không có tiền biến. Mày mệt quá, đã phản động nghèo mà còn nhây nữa, ai chịu nổi mày? Mày tin tao 3 triệu mày không? Mày sơn tây thân cỡ nào tao còn 3 triệu mày là gì? Dân Việt Nam giờ giàu hay nghèo vậy Duy? Dân nào yêu nước lo làm ăn thì giàu, dân nào bất mãn lo phản động thì nghèo. Vậy thôi, hai thái cực rõ ràng. À, mày nói hay quá vậy, đời sống Việt Nam cao nhất Đông Nam Á chưa hay còn thua Brunei nữa. Tao chưa bao giờ tao nói đời sống Việt Nam cao nhất hơn Đông Nam Á hết. Nhưng mà so với thời Mỹ Ngụy thì giờ là vàng son. Mình không thích so gì, mình chỉ thích so với thời Mỹ Ngụy thôi bạn. Mình chỉ lấy cột mốc năm 1975 huyền thoại ra mình so sánh thôi. Thì bây giờ là vàng son nha. Đó, hồi xưa đi học đường đất đỏ, đường 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 bùn đường lầy không à, còn giờ đi đường nhựa là ngon rồi mày ơi, đúng không? Bây giờ điện điện tới nông thôn là ngon rồi, Viettel kéo tới xóm là ngon rồi, đúng không? Trẻ trâu bây giờ nó còn có tiền nó coi livestream thằng lớp 7 mà, đúng không? Sướng thấy mẹ rồi, thang thang gì nữa con, tự nhiên mắc gì phải so với thằng Brunei, đúng không? Brunei không liên quan, cần phải so với Brunei á, so với chính mình ngày hôm qua đó, và so với anh bạn Philippines kế bên ngày xưa cà khịa mình vậy thôi. Còn mấy bạn thích thì mình so tới bonsa luôn. Một chút chọc chọc tao cho coi mua nhà bên bonsa này nha. Bữa hôm qua có mấy tình báo, mấy bạn có mấy tình báo nó gửi đơn, nó gửi cho mình chứng cứ hình ảnh mua nhà bên bonsa. Di cho mình hỏi Mỹ đế, Mỹ màu, Mỹ mọi khác nhau chỗ nào. Nói chung á, bây giờ á, là Việt Nam hòa bình nhiều gì, hòa hợp cái gì quên rồi đó. Việt Nam giờ là best friend với Mỹ, nên mình không có dùng chữ Mỹ mọi được các bạn. Dùng chữ Mỹ mọi nó vi phạm chính sách ngoại giao nha. Nó nên thôi dùng chữ Mỹ màu cho nó nhẹ nhàng tình cảm, đúng không? Mỹ màu là những người Mỹ nói tiếng Việt mà phản động á, kêu là Mỹ màu, hiểu không? Còn Mỹ đế á, là những người ta làm, người ta cống hiến cho Mỹ đế ngon lành luôn. Tức là người ta thu nhập trên 100.000 đô một năm, đó người ta tập trung công sức, người ta đi làm thì lo cho đất nước, về nhà thì lo cho gia đình, méo có mỏ chỏ mỏ về Việt Nam, nói chuyện chính trị chính em phản động, thì đó là Mỹ đế, hiểu không? Mỹ đế có thể là da vàng cũng có thể là da trắng cũng có thể là da đen cũng có. Còn riêng Mỹ mọi 100%, ủa lộn xin lỗi bạn, riêng Mỹ màu 100% da vàng nói tiếng Việt ẳng về đất nước, hiểu chưa? Định nghĩa rất rõ ràng nha các bạn, nên trúng ai người nấy chịu nha, đừng có nhọc lây nha. Giờ cột điện có chân thì cũng bỏ sang Mỹ hết,
Duy Nguyễn ơi, dịch ở Việt Nam chán quá. Nếu mà có bỏ sang Mỹ cũng đừng làm cục điện phản động thì được. Bây giờ muốn đi đi muốn ở ở, tao không giờ tao cấm chị đi Mỹ hết á. Nhưng mà cái cục điện mà đã bỏ Việt Nam mà đi qua bên Mỹ làm cục điện phản động là thấy mẹ nha. Đó, quan điểm của Duy Nguyễn thấy ok không mấy bạn? Rất ok, rất công bằng và rất văn minh đúng không bạn? Đó, mọi người có quyền tự do chọn nơi mình đến. Đúng không? Mình không có thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng mà mình có thể chọn nơi mình đến, mình cảm thấy Việt Nam mình không đáng để mình sống, ok. Thì các bạn cứ đi nước ngoài sống thôi, trong đó có Mỹ. Nhưng mà đi qua Mỹ xin đừng làm cục điện phản động. Đó. Còn làm cái cục điện phản động là thấy mẹ nha. Mấy ông ở Việt Nam không làm được gì mà đòi qua Mỹ. Thật ra Mỹ nó có hoan nghênh mấy ông đâu, đúng. Mỹ nó chỉ hoan nghênh những thằng như Duy Nguyễn thôi. Chứ cái bọn trôi sông lật chợ đâu có hoan nghênh. Có bển làm gì? Cái đó là cái bọn đó, nó tự nhục thôi. Nó mắc nhục thôi. À, Johnny Đặng thành công bên Mỹ quá vậy có xem là phản động không mày? Sao tao biết được? Thì bây giờ mày kêu anh Johnny Đặng đứng lên nói về quan điểm chính trị của mình đi, tao mới biết chứ. Đúng không? Tự nhiên mày lôi tên tao vô làm gì? Mày lo phần mày kìa, mày phản động tôi chỉ thẳng mặt mày là phản động. Còn anh Johnny Đặng gì đó, ảnh có phản động hay không tao không biết. Thì anh phải lên, ảnh nói thẳng quan điểm chính trị của anh. Không, ảnh có chống cộng hay không? Không chống cộng thôi. Còn nếu mà chống cộng thì là phản động chứ là gì? Có vậy thôi cũng đặt gài. Mấy phản động này yếu yếu kè. Đó, mấy phản động tôi phải cử ra một cái tên nào phản động mà dữ dữ một chút xíu. Đó, để cho mấy người trong nước ta sợ sợ. Chứ mày cử gì kỳ kỳ vậy? Họ nói chưa chắc tin được. Đừng nghe những gì họ nói mà nhìn những gì họ làm. Nhưng mà cái điều căn bản có dám nói ra là mình chống cộng hay không, nó mới là ghê. Hiểu không? Còn tất nhiên khi ví dụ trên ở người ta bên nước ngoài người ta nói tốt đẹp cho Việt Nam thì mình biết đó mình bỏ đó thôi chứ sao tin được. Nhưng mà ở cái kèo ngược lại là cái thằng phản động nè, tôi muốn xỉ vô cái mặt của nó không, hiểu không? Tức là nó đang phản động đó, nó muốn lôi kéo người ta về với nó thì tôi mới đặt ra một cái kèo ngược lại, kêu cái người đó đó nói một cái video để về phe nó coi có dám nói hay không. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó, ông không có hiểu gì trơn, ông đi dặn lưng tôi đó. Người ta nói là không sợ địch mạnh như hổ mà chỉ sợ đồng đội này nọ đó. Hay gì à, cố vấn tối cao của tổng thống Hoa Kỳ ông Trần Dân còn giác ngộ rồi kìa. Hình như cái ông đó dạo này ông thích đá banh hay sao á, ông mặc cái áo số 5 của Đoàn Văn Hậu phải không? À, Việt Nam bây giờ cũng có nhiều người nói chuyện như phản động, tại đang đói với bất mãn quá nó vậy đó em ơi. Nó có tiền ăn là nó không bao giờ nó nói vậy đó, tâm lý dễ hiểu quá mà. Anh nói xong mùa dịch này còn đông dữ nữa đó, nên cũng mặt trận trên mạng nó khá là quan trọng đó, chứ không giỡn đâu. À, dạo trước có bà khách nghề luật sư hay mua thuốc ở tiệm em, gia đình bả bị tịch thu tài sản do theo ngụy nên mở miệng ra là chửi chế độ này chế độ nọ. Em kêu nếu bất mãn thì đu càng qua Mỹ mà sống chứ ở lại Việt Nam làm gì. Từ đó bà đấy không quay lại mua thuốc em nữa. Mày nói sốc quá, bà không mua phải rồi mày ơi. Bà già là đúng không? Bà ấy chắc bà già dữ lắm rồi. Nó mày ba gai lắm, người ta già rồi, tha đi ba. Người ta già rồi mày xúc luôn vậy đó. Nó này này là anh đánh giá em không được nha. Anh đánh giá em không ổn á, nó già quá, mày hăng máu vừa thôi. Người ta già cả rồi, người ta bị tịch thu này tịch thu nọ, người ta bức xúc chút đỉnh thì kệ bà, nó cho người ta thổ lộ đi. Cũng chả chết con ngang con dịch nào. Mày đi mày xúc bả vậy, bả tự ái bả không bà, mày mày không mày, mày 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 làm mất một khách hàng rồi thấy chưa? À, biết đâu giờ bả mua thuốc cho mày rồi mất bả mua súp của mày nữa làm sao? True fit đầu này nó. Cái gì à, mày coi chừng cái miệng của mày, cái gì à, của mày, nhà người Việt Nam hâm mộ Johnny Đặng hơi bị nhiều đó. Tao không vi phạm pháp luật, tao sợ con khỉ khô gì mày, tào lao. Tao thấy mày bắt đầu mày ngáo rồi đó. Mày ngáo rồi đó, tao cho mày 3 triệu đó. Còn dưới gầm trời này tao không vi phạm pháp luật, tao không làm sai, tao sợ cái gì? Mày tới đây tao xúc mày barbecue luôn á chứ mày láo. Đúng không các bạn? Mày giỏi ai vậy? Vừa ra đường là dân phòng xúc rồi, đợi khi nào tới qua tới BBT thì nói chung mới kệ nó đi, nó mỏm mỏm dân đúng không? Không cần qua nhà Duy Nguyễn. Mày chỉ cần đến nhà một cái công dân nào đó bình thường là người ta xúc cổ mày thấy mẹ rồi chứ mày xạo. Mày bước vô sân người ta thôi, người ta cầm cái cuốc rồi người ta bổ vô đầu mày một cái xong người ta kêu công an tới xúc là mày sai. Đúng không? Tại mày tới nhà người ta. Đó, mày tới nhà người ta mày gây chuyện là mày chết ngắt rồi con. Hữu đó. Hiểu không? Đó, mấy bạn ý thức pháp luật mấy bạn kém. À, nói gì thì nói, đánh người cả hai đều có chuyện, bậy. Đúng không? Bậy chưa chắc. Đúng không? Quan trọng đánh thế nào. Đó, mày đi tới nhà người ta, mày khiêu khích. Thứ nhất là nó hăm dọa trên mạng rồi là nó có động cơ. Thứ hai nữa mày liều mạng mày tới nhà người ta, đúng không? Xong người ta gài cho mày một phát một ló ló đầu vô cái cuộc cái cuốc tán cái bóp. Camera cái quay lại rõ ràng. Thằng này có động cơ, từ động cơ để biết thành hành động. Hành động giờ tao gõ mày bóp cho mày xỉu tao cột lại tao dẫn ra phường.
dội nước cho bà tỉnh dậy lấy lời khai cái nữa. Ủa mà tao là công dân tốt luôn nè, không tin hỏi luật sư đi đó, các bạn không tin mà hỏi luật sư đi, đúng không? Tôi đâu quýnh nó chết đâu đó, tôi làm tốt mà. Nó gọi là tố giác tội phạm luôn đó. Tố giác tội phạm bước một là gì? Viết đơn tố cáo, còn không á trói nó tới dẫn tới công an luôn, hoặc là kêu công an tới. Lý do nào cũng ok hết, nên đừng có trẻ trâu. Nó có một bà già nào đó trẻ trâu mà giờ con khổ rồi đó. Các bạn thấy không? Hôm qua báo đăng có một bà già đó, ba trẻ trâu mà giờ hai đứa, giờ đứa con khổ thế mẹ luôn. Đó mà tự nhiên giờ sủ lên đã tao tẩy chay con mình. Trời ơi trời, thì cứ cụ ơi là cụ. Lúc đó là đứa con nó về, trời ơi mẹ ơi là mẹ, có gì mẹ alo con cái đi mẹ chơi cái cú con thốn quá mẹ. Nên đang trong thời buổi dịch giả này nè, đừng có cho tỏ vẻ tinh anh, đừng có cho tao ta anh hùng. Nhiều khi đang bận quá chưa xử lý thôi, mốt dịch xuống một phát một đi rồi thấy triệu tập tập thể. Nên nó thật sự các bạn, khi mà quốc gia nó bị có biến á, là ví dụ dịch giả nè, ví dụ như chính trị bất ổn nè, hay là cái gì đó kinh tế bị khủng hoảng đó, là tự nhiên cái bọn mỏm trên mạng nó đông kinh luôn á. Bao giờ cũng vậy hết các bạn, cứ sống bình thường đúng không, yêu nước thương dân, ở nhà chấp hành pháp luật tốt, không cần phải thể hiện, không cần phải tin anh, không cần phải từ thiện mỏm, mà cũng chả cần phải gáy mỏm, mà cũng chả cần phải dạy khôn chính phủ, phải không? Chính phủ làm đúng làm sai sau này quốc hội chất vấn, ok thế thôi, lịch sử sẽ phán xét. Còn ví dụ như các bạn đổ dầu thêm lửa mà tự nhiên mình không có động cơ thành cái động cơ, đó là cái dở. Tự nhiên mình ví dụ khùng mình ngứa mỏ thôi, mình ngứa mỏ mình bức xúc thôi, mình cái tự nhiên cái mình thể hiện cái hành động ngu dốt, xong cái từ cái hành động ngu dốt đó người ta chụp mũ mình là phản động luôn, mai muôn đời nữa không sạch. Thấy không bạn, thấy dại dột chưa? À, không nói tiếng nói của dân chúng thì còn gì là vì nước vì dân, mâu thuẫn nghe đâu, mày hiểu sai câu vì nước vì dân, đúng không? Vì nước vì dân là xây dựng phát triển đất nước tốt hơn, chứ không phải là vì nước vì dân là gây thông tin nhiễu loạn làm hại đất nước, cái đó là khác, đúng không các bạn? Mày hiểu sai câu vì nước vì dân được không? Tao thấy một cái thể, tao thấy một cái cách điều hành của đất nước Việt Nam như vậy nó mới rất là tuyệt vời. Thứ nhất, nó vẫn phát triển được đúng định hướng, nhưng mà nó dập đi những cái thế lực cơ hội chính trị đó. Mà những cái thế lực cơ hội chính trị là những cái thế lực là gì? Đục nước béo cò để chi? Để mình đạt được cái mục đích chính trị của mình, chứ không phải là mình đạt được cái mục đích xây dựng đất nước. Nói chung là mấy em không có đi học nên mấy em thấp quá cái chỗ này, bậy rồi, chỗ này mấy em không hiểu nha. Tức là đánh bóng tên tuổi mình lên, PR mình lên cho nó sáng rực như một ngôi sao trên bầu trời vậy đó, xong không làm mẹ tên tự sướng như thôi à. Tức là ta đây là vì dân vì nước, ta đây phải cất tiếng nói này nọ, ta đây vì đồng bào, ta đây vì cần lao, ta đây vì khổ cực gì đó, ABC, ta đây vì thánh sống vậy đó đó. À, vì Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, thấy nó mỹ dân làm sao. Giống như bây giờ á, mày có tiền trợ, mày nói rằng á, tao à, bây giờ tao muốn là tao có tiền trả tiền trọ cuối tháng này, thì tao nghe nó cũng mỹ dân luôn đó. Ở Mỹ hay ở phương Tây, chính phủ đâu có đi nhắn tin để xin tiền dân, còn nhiều gói cứu trợ hàng ngàn tỷ đô mà. Thì bây giờ mày thử coi, ở bên Mỹ hay phương Tây mà chính phủ nhắn tin xin tiền dân có ăn đập không? Thì bây giờ tao hỏi mày nha, nếu là chính phủ thì người ta sẽ cảm thấy dân ở Việt Nam đáng yêu hơn hay là dân ở nước họ đáng yêu hơn? Trong khi chính phủ ở Việt Nam xin tiền dân một cái, dân cho nùi nùi luôn. Còn bây giờ chính phủ phương Tây mày xin tiền dân coi nó đập cho mặt không mà xin. Thì rõ ràng đúng không? Cái sự liên kết giữa dân và chính phủ là ở Việt Nam này nằm ở thể rắn, mà ở châu Âu thì nó nằm ở thể lỏng, mà ở bên Mỹ thì nó nằm ở thể khí. Cái này là lớp 7 không hiểu được đâu. Này là lớp 7 là sorry no do rồi. Ai hiểu sao hiểu, đúng không các bạn? Tôi vẫn thấy đất nước, con người và chính phủ Việt Nam đáng yêu hơn. Tại sao cộng sản lại không được theo đạo? Tại vì họ thiết, họ không tin thì họ không theo. Có vậy mà cũng hỏi nữa. À, hiện tại Việt Nam có 14 triệu liều vaccine và hiện tại đang tiêm hả anh? 14 triệu liều thì tao không chắc, nhưng mà đang tiêm thì là có. Dân Việt Nam nín nhịn là nhiều, là cù bị vặt lông nhiều rồi nên quen thôi anh, chứ lòng dân đâu như vậy. Thì nhờ dân Việt Nam á, nhờ dân Việt Nam nhịn nhiều và nhờ chính phủ gọi là đoàn kết và bảo vệ người dân thì mới có thể đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, đúng chưa, đánh cho Trung Quốc đu càng bỏ chạy. Còn cái thứ dân á, còn cái thứ dân bố la bố láo, mà cái thứ dân đòi làm cách mạng màu, mà cái thứ dân mà đu càng mà chỏ mỏ về quê hương đó, thì cái thứ dân đó với cái thứ chính phủ đó đó là dân đi đường dân, chính phủ đi đường chính phủ, gặp nhau ở biển cả nha con. Đố các bạn biết mình nói dân nào, đúng không? Dân Việt Nam mà đánh cho Mỹ cút, đánh cho người nhào, thì trong đó có cái dân đối lập lại, đó là dân VNCH á, thấy không? Dân VNCH á là dân đi đường dân, chính phủ đi đường chính phủ, mạnh nào đó đu cuối cùng gặp nhau ở biển cả, đúng không? Hợp lý không? Bây giờ mày nói không hợp lý thì cãi đi.
có phải á, là bây giờ là trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 á, là chính phủ đu trước đúng không? Có phải là chính phủ đu trước không? Vợ tổng thống đu nè, con tổng thống đu nè, ông tổng thống đu nè, thêm mấy cấp lãnh đạo cao cấp đu luôn. Đó là chính phủ đu đường chính phủ, xong rồi dân đu đường dân, kết quả gặp nhau ở biển cả. Đó là còn dân Việt Nam chúng ta hiện tại là hồng phúc của dân tộc, hồng phúc của con lạc cháu rồng. À, thấy không? Chính phủ phải tăng ca dìu dắt người dân, ngược lại người dân phải bao dung vị tha, coi chính phủ là đồng bào và chính phủ coi dân là dân tộc, như vậy mới là được. Đó mấy chứ con mẹ mày sống được mày, tao sống được tao, kệ mẹ tôi, không có liên kết với nhau, cứ còn đu cả lũ sao thơm, hiểu không? Tôi nói tôi chia, tôi không có khịa ai cả, nhưng mà ở đây là tôi chia sẻ cho bạn thấy được cái sự khác biệt giữa một dân tộc Việt Nam trong nước với một cái dân tộc đó, nó nằm ở bên nước ngoài đó, mà nó phải nói 2-3 thứ tiếng, mà nó phải làm 2-3 job, và nó còn phải lăn tăn cho cái quá khứ, mà nó còn phải gọi là mưu đồ cho cái hiện tại và tương lai. Ôi, nó phức tạp lắm bạn. Mỹ muốn về Việt Nam lúc nào cũng được, còn Việt Nam thì không, mà kêu thằng lớp 7 về được tao mới nể. Mày nói là Mỹ về Việt Nam lúc nào cũng được, còn Việt Nam thì không. Tao nói thiệt, mày kêu thằng Mỹ về Việt, kêu thằng lớp 7 về Việt Nam được mới nể. Mày kêu mấy cụ già bonsai về Việt Nam được tao mới nể. Mấy cụ già bonsai mà về Việt Nam mà đông đông mà đi trong chuyến máy bay hơi nhiều nhiều, không chừng tao ra tao tặng bông luôn á. Không, vậy muốn gì, xin muốn gì nữa? Quá chơi quân tử vậy thôi chứ. Qua bonsai cạo neo bưng phở, một ngày có khi còn cao hơn ở Việt Nam làm văn phòng một tuần. Nói chuyện là biết ngu rồi. Mày nói chuyện là mày biết ngu rồi con. Mày qua bonsai mày cạo neo bưng phở, mày cạo neo bưng phở ngày á, cho mày được 100 đô đi. Cạo neo thì được 100 đô thôi chứ bưng phở làm mấy con khỉ gì được, đúng không? Bưng phở làm gì được 100 đô, bưng phở 70-80 hết cỡ. Rồi cái ngày đó mày ăn gì mày sống? Ở đó ngu như bò luôn, thiệt mẹ ngu mà hết thích làm phản động cơ. Mà nó nói là hơn văn phòng tuần, mày biết văn phòng tuần lương nhiêu không con? Mày biết văn phòng tuần lương nhiêu không? Mày nói văn phòng nào? Bây giờ tao nói mày thằng văn phòng của bắp nhất à, đúng không? Thằng văn phòng của bắp nhất là thằng nào? Là ví dụ như làm giờ tháng 5 triệu đi, văn phòng chắc cụ chuối nhất luôn rồi đó. Còn văn phòng mà ngon ngon là CEO. CEO là làm văn phòng chứ là làm gì mà đâu có làm chủ đâu mày. CEO chưa chắc chủ nha. Đó. Thôi giám đốc đi, nói CEO nhiều khi hơi nhạy cảm mấy bạn. Nói mà có mình trong đó nữa. Thôi làm giám đốc đi. Ủa, giám đốc ví dụ như lương tháng 500 triệu thì suy ra ngày nhiêu, mày phải cộng thằng cao nhất với thấp nhất trung bình chia. Đúng không? Trung bình chia ra. Ô, mày lấy bưng phở bên Mỹ ra mày được kèn cửa với gọi là văn phòng ở Việt Nam là biết ngáo rồi con. Người ta văn phòng ở Việt Nam trung bình ta đi xe VinFast rồi đó con, mà xe VinFast ở Việt Nam mà chắc phải đi máy bay ở bên Mỹ nó mới xứng. Rồi không biết đam nó kiểu gì nữa bạn ơi. Bây giờ nó nói vậy đam nó kiểu gì, chắc mấy em dư sức đam đúng không, đâu cần anh đâu đúng không? Bây giờ nó cạo neo bên Mỹ cứ cho ngày được 100 đô đi, 100 đô mày ăn gì mày sống, nói tao nghe coi. Đó, 100 đô mày sống làm sao? Tao chỉ hỏi mày 100 đô mày sống làm sao thôi. Trả lời được tao mới nể. Nó tiền xăng hết nhiêu, tiền điện thoại hết nhiêu. Đó, rồi xong rồi tiền ăn cơm ngày 3 bữa hết nhiêu. Rồi tiền gì nữa? Tiền mua quần áo đồ hết nhiêu, thử tính đi mấy em, tiền nhà nhiêu nó không, đó ngủ gầm cầu. Nó bưng phở xong ra gầm cầu nó ngủ luôn rồi, chứ bạn nghĩ sao bưng phở có tiền mà mua nhà ba? Cuộc đời tôi chưa thấy nào bưng phở mà có tiền mua nhà hết nha. Cái nghề bưng phở là cái nghề mà ví dụ như bạn thất nghiệp bạn không gì làm á, mà nhà có người cho nuôi á, có người ở á, thì bạn ra bằng phụ thôi, chứ làm gì mà cái nghề bưng phở mà được coi là cái nghề ông nội. Nói vậy hơi lố. Thí dụ như giờ bạn mới qua Việt Nam, bạn ổ lộn, bạn từ Việt Nam mà mới qua Mỹ chân ướt chân ráo, bạn biết làm khí khô gì, nhà dì dượng bạn có tiệm phở, bạn ra bằng phụ đó, xong rồi dì dượng bạn cho tiền ăn KFC thì như vậy nghe nó còn có lý, chứ làm gì mà có chuyện bưng phở mà đi mua nhà nữa. Quá chơi lớn vậy. Ủa tưởng chứ làm văn phòng ở Việt Nam ngày 8 tiếng ngồi mòn đích mà lương 4-5 triệu, ai cho mày ngồi? Ông mà lương 4-5 triệu là cái lương đó là cái lương sai bạc. Ai cho mày ngồi chỗ mà lương đó nó dành cho mấy em mày mới ra trường học, ví dụ như học phổ thông này nọ mới ra trường làm đó, rồi còn ví dụ như bằng đại học thì ra có thể điêu lương 9 triệu, thế thôi, lên từ từ, năm sau lên 10, năm sau nó lên 11, 12, 13, 14 gì đó. Còn mấy đứa thuộc dạng giỏi thì điêu lương 1000 đô. Ôi nhiều lắm em ơi, nói chung mấy em đừng có ngồi đó sầm đế gì manh cái đi, đâu cạo neo bưng phở mà so với văn phòng ăn bập tay nhiêu kiếp rồi chưa biết ngán hả mày. Khổ thân anh không biết nói sao với ổng đó, ông đó nữa, làm công nhân tháng được 7 triệu 8 tiếng, văn phòng bèo cũng 10 triệu rồi, đó là công ty tôi. Thật sự thì văn phòng nó cũng nhạy cảm mà, văn phòng nó có vị trí này vị trí kia, chứ không phải là văn phòng luôn lương cao công nhân. Thí dụ như mấy em mà ra trường học dốt á, thì bây giờ người ta cũng vô văn phòng người ta làm sai vặt, mà sai vặt thì người ta trả cho 6 triệu 7 triệu, thì cũng làm thôi.
hiểu không, hoặc là tiếp tân, hoặc là mấy vị trí nó quan trọng thì làm từ từ lấy kinh nghiệm rồi xong mình mới upgrade lên từ từ, chứ đâu phải cứ ai làm văn phòng thì lương cũng cao. Đó là mình nói chuyện không cần mình nâng Việt Nam lên, mình nói chuyện đúng và đủ thôi là tụi nó đủ thấy mẹ rồi, hiểu không? Tính tôi nó làm vậy đó, kiểu nào nó tôi chơi cũng được hết á đó. Nhưng mà tôi nói chuyện tôi nói sẽ rất là nhiều cái góc độ. Văn phòng thì nó có đít và có đát, còn lao động chân tay thì có đít và đát. Lao động chân tay của người tháng kiếm 30 đó mày, cái gì à? Mày nói mà 500 triệu là 24.000 đô, không nói mày đó à, mày đang nói tao gì, đúng không? Bây giờ tao cũng biết lương tao nhiêu nữa, nhưng mà để tao duy trì được thứ nhất là tiền cơm cho bốn cái nhà, với tiền đổ xăng xe mẹt đó, với tiền mấy con bồ tao, thì giờ mày tự nghĩ coi lương tao nhiêu. Văn phòng làm telesale tốt nghiệp cấp 3 trung bình cũng 15 triệu rồi. Cái câu này là cái câu ngu không tưởng luôn nha các bạn. Mày đừng có xạo chó vừa thôi thằng kia, đủ làm văn phòng telesale nghe điện thoại mà tốt nghiệp lớp 3, tốt nghiệp cấp 3 trung bình 15 triệu. Công ty nào mướn vậy? Công ty nào mướn vậy? Mày chỉ chỗ đi, tao lên mạng tao post cho tao đi làm thêm coi. Mùa dịch này cũng đang đói thấy mẹ nè con. Bây giờ bạn nghe câu này bạn có chấp nhận được không? Mặc dù nó đang nịnh Việt Nam mà nịnh nó kiểu như mày, tao tán bực tay. Tao không cần mày nịnh. Nó thật luôn bạn, mình không cần mấy đứa mày nịnh Việt Nam làm mất mẹ vậy chứ. Tao mày nịnh Việt Nam là tao dìm hàng Việt Nam đó. Bây giờ sống cái thời buổi 4.0 rồi, ai cũng biết hết rồi. Không có cần phải nhờ tụi mày nịnh nha, mà nịnh cái kiểu này thôi. Chả khác nào mày bôi trò trét tấu vô mặt Việt Nam. Ông mà làm văn phòng mà trực điện thoại mà nó tốt nghiệp cấp 3 mà trả lương 15 triệu rồi thôi. Chắc không con nhỏ nào thèm đi làm đa cấp mà đi chụp hình ảo trên xe hơi đâu con. Mấy con nhỏ đó nghe điện thoại chắc không được á, đúng không? Để bữa nào tao hỏi mấy nhỏ đa cấp coi. Mấy em ơi có công ty nữa thì nó tuyển từ telesale nè, rẻ lắm, dễ làm lắm, tốt nghiệp cấp 3 thôi. Tụi em đi làm không? Nó làm sống làm. Trời đất ơi, em chụp hình em làm đa cấp, em ăn quẩy hồng, em chụp muốn vẹo mẹ cái lưng luôn, lương có 10 triệu bạc. Ăn bánh mì thấy mẹ luôn. Bây giờ ngồi trực telesale, thứ nhất là những nghề nhẹ nhàng, không bị chúng chửi, đúng không? Mà lương cao hơn, nó ngu gì cũng làm trời. Em trả lời anh Duy, làm tín dụng telesale 15 triệu bình thường, do mấy anh em lười không chịu làm việc theo KPI thì làm sao lương cao được. Lương cái bà mẹ mày mà KPI, mà dùng cái chữ KPI là biết ngu rồi. Cái KPI sao gọi là lương? KPI sao gọi là lương? Mày đang lấp liếm rồi. Mày nếu á, mày nói là làm tín dụng là gì? Cho vay tài chánh chứ gì, đúng không? Cho vay tài chánh, ví dụ người ta vô FE ra đẹp chứ gì, đúng không? Xong ăn chỉ số vậy. Rồi mày kêu nhỏ nào làm telesale đưa bản lương ở đây coi. Không 15 triệu tao lóc cả cụ mày luôn. Mẹ bố láo, làm đi con người ta theo KPI chết mẹ luôn mà dám nói là lương. Ôi, mày không nhận dốt ở cái chỗ này là tao lóc kỹ cổ nha các mày. Bậy bạ nha, em truyền tải một thông điệp quá sai. Em truyền tải thông điệp quá sai nha em. Em bút KPI người ta mà là lương gì? Có dám ghi vô bản lương không? Lương 15 triệu là gì? Là trên hợp đồng ghi tao lương 15 triệu. Đó là lương 15 triệu. Hiểu chưa? Rồi tao làm giỏi thì thưởng thêm, cộng thêm, đó là phần thêm nữa. À, còn cái mày nói là cái mày nói là bây giờ là lương là KPI. Tức là sao? Tức là mày vô mày bút một tháng đó mày có 500 khách hàng hay là 600 khách hàng, hay là mày cho vay được bao nhiêu thì mày ăn cái phần trăm. Mày ăn cái gì? Mày ăn cái phần trăm, mày ăn cái target. Rồi lỡ nó không được rồi nó hấp bì tôm nó ăn hả mày? Mày nói tốt nghiệp cấp 3 đồ, mày xạo xin lỗi mày chứ xạo, mà xạo DOC luôn á. Vô diễn đàn có làm mấy cái này không ổn đâu, tao nói thiệt, tao ghét nhất cái đó. Tao ghét nhất cách làm ăn ma múng, mày gọi là xạo đi lừa đảo người ta. Lương bao gồm lương căn bản, phụ cấp, hoa hồng, thôi bớt xàm đi ba, cái đó là thu nhập. Chứ làm việc lương bao gồm lương căn bản, lương là chỉ là lương căn bản thôi. Còn cái mà nói phụ cấp, hoa hồng đó là thu nhập. Nói dùng cái từ trong kinh tế nó không có chuẩn gì cả. Em đi nên đi học thêm kế toán tiền lương nó đi, mày khai chỗ này là thấy mẹ rồi. Chạy doanh số vỡ mồm mà ngồi đòi lương, ngồi đó mà lương. Đúng rồi đó em. Gì à, thằng Quỳnh Duy nói bưng phở hơn shipper Việt Nam kìa anh. Cái đó thì nó nói đúng. Cái nào đúng chấp nhận đi chứ coi đâu. Nhưng mà giờ thằng bưng phở nó sẽ không bằng thằng shipper bên Mỹ. Còn shipper Việt Nam làm việc hơi cực, lương thu nhập nó cũng hơi thấp, và khấu hao tài sản và sức khỏe nó cũng hơi cao.